Chào mừng các đến với kênh thầy Linh. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn giáo dục công dân lớp 7 trang 51 đến trang 54, sách cánh diều bài 10 tệ nạn xã hội. Yêu cầu cần đạt đó là chúng ta sẽ nêu được những khái niệm tệ nạn xã hội và các tệ loại tệ nạn xã hội phổ biến, để thấy được nguyên nhân hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội. Tệ nạn xã hội thường để lại những cái hậu quả nặng nề cho cá nhân, gia đình và xã hội. Tệ nạn xã hội thường bắt nguồn từ các thói quen xấu. Em hãy liệt kê những cái thói quen xấu của con người trong cuộc sống để em biết những thói quen ấy đâu là tệ nạn xã hội. Như vậy chúng ta sẽ liệt kê những cái thói quen xấu của con người mà chúng ta biết. Rồi sau đó chúng ta hãy cho biết là trong những cái thói quen ấy thì đâu là tệ nạn xã hội. Khám phá số 1 nhỏ, khám khái niệm về cái tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội. Thì các em hãy quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi. Thì các em thấy hình ảnh 1 thì một số thanh niên đang đua xe với nhau. Rồi ở trên 2 là một nhóm người đang cờ bạc, đang đánh bạc. Rồi tiếp theo trên 3 thì ở đây là mê tín dị đoan. Và trên 4 thì bạn học sinh đang muốn được cá độ trò chơi điện tử. Câu hỏi là theo em mỗi hình ảnh trên nói về điều gì? Hãy chỉ ra điểm chung của các hình ảnh đó. B, tệ nạn xã hội là gì? Em hãy kể tên những tệ nạn xã hội phổ biến. Thì chúng ta thấy ở câu A, mỗi hình trên nói về hình 1 là đua xe trái phép, hình 2 là cờ bạc, hình 3 là mê tín dị đoan và hình 4 là cá độ trò chơi điện tử. Thì điểm chung của các hình ảnh này là đây đều là những cái hành vi xấu, những tệ nạn xã hội mang lại hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình và xã hội. Thì tệ nạn xã hội là cái hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Một số tệ nạn xã hội phổ biến đó là ma túy, cờ bạc, mại dâm, mê tín và dị đoan. Tiếp theo số 2 nhỏ, nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội. Thì các em hãy đọc các trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi. Trường hợp 1, sinh ra và lớn lên trong gia đình có điều kiện do ăn chơi và đua đòi cùng các bạn, T đã tìm cảm giác lạ bằng việc sử dụng ma túy. Sau lần đó T dùng thêm một vài lần nữa và dẫn đến nghiện ma túy. Trường hợp 2, bố mẹ K đi làm xa nhà, ít có điều kiện quan tâm đến việc học hành sinh hoạt của con, thêm vào đó K lại bị tệ vì bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo nên dần bỏ bê việc học tập và thường xuyên tụ tập đánh bài ăn tiền. Câu hỏi là em hãy cho biết nguyên nhân nào dẫn đến T nghiện ma túy, K tụ tập đánh bài. Theo em thì còn những nguyên nhân nào khác nữa dẫn đến các tệ nạn xã hội của con người? Thì ở câu A chúng ta thấy những nguyên nhân dẫn đến T bị nghiện ma túy, K tụ tập đánh bài đó là do T ăn chơi và đua đòi cùng các bạn muốn thử cảm giác mới lạ. Do K ít được sự quan tâm của bố mẹ khi bạn bè rủ rê lôi kéo. Thì những cái nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội của con người đó là do thiếu hiểu biết, ham chơi, đua đòi, bị dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc hoặc là ép buộc. Thiếu sự giáo dục phù hợp, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, yêu thương của gia đình. Thiếu môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh. Số 3 nhỏ, hậu quả của tệ nạn xã hội. Các em hãy đọc trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi. Trường hợp 1, H rất thích đua xe nên đã rủ các bạn tham gia với mình. Trong lúc đua xe thì H đã làm mọi người đi đường hoảng sợ, thậm chí còn đâm vào vợ chồng anh K khiến họ bị thương nặng. Trường hợp 2, do bạn bè xấu dụ dỗ thì lôi kéo nên N đã sa vào tệ nạn đánh bạc, cá độ và sử dụng chất kích thích gây nghiện. Khi biết được sự việc này, bố mẹ N rất là đau khổ. Câu hỏi là em hãy liệt kê hậu quả của việc đua xe đối với H và vợ chồng anh K. B, hành vi đánh bạc, cá độ và sử dụng chất kích thích gây nghiện đã dẫn đến hậu quả gì đối với N và gia đình. C, hãy chia sẻ hậu quả của tệ nạn xã hội mà em biết.
Thì ở câu A, hậu quả của việc đua xe đối với H và vợ chồng anh K. Thì đối với H thì việc đua xe đã khiến H trở thành người vi phạm an toàn giao thông, gây tai nạn giao thông. Đối với vợ chồng anh K thì vợ chồng anh K bị thương nặng. B, hậu quả của hành vi đánh bạc, cá độ sử dụng chất kích thích gây nghiện đối với anh N và gia đình. Đối với anh N thì trở thành người nghiện, sa ngã vào các tệ nạn xã hội. Đối với gia đình thì bố mẹ khiến bố mẹ N rất là đau khổ. C, một số hậu quả của tệ nạn xã hội đó là gây tổn hại nghiêm trọng về mặt sức khỏe, tinh thần, trí tuệ, thậm chí là về tính mạng của con người. Dẫn đến những tổn thất về kinh tế, tình trạng bạo lực và phá vỡ hạnh phúc của gia đình. Ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục và vi phạm các quy định pháp luật của nhà nước. Hậu quả của tệ nạn xã hội là gây tổn hại nghiêm trọng về mặt sức khỏe, tinh thần, trí tuệ, thậm chí là tính mạng con người, dẫn đến những tổn thất về kinh tế, tình trạng bạo lực và phá vỡ hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục và vi phạm các quy định pháp luật của nhà nước. Tiếp theo phần luyện tập, câu 1, hành vi nào dưới đây là tệ nạn xã hội? A, anh Huy thường xuyên sử dụng ma túy. B, chị M không xa lánh người bị nhiễm HIV. C, bạn T luôn thực hiện nghiêm túc các nội quy nhà trường. D, anh C thường tham gia đánh bạc cùng bạn bè. E, bạn H đã từ chối việc hút thuốc lá khi bạn bè dụ dỗ. G, bà N thường mời thầy cúng đến dạy hàng khi các con mình bị ốm. Như vậy các em hãy cho biết hành vi nào là tệ nạn xã hội. Hành vi tệ nạn xã hội đó là A, là anh Quy thường xuyên sử dụng ma túy. D, anh C thường tham gia đánh bạc cùng bạn bè. G, bà N thường mời thầy cúng đến dạy hàng khi các con mình bị ốm. Câu 2, theo em, học sinh có thể mắc phải những tệ nạn xã hội nào? Hãy liệt kê những nguyên nhân và hậu quả của các tệ nạn xã hội đó. Thì chúng ta sẽ liệt kê nguyên nhân từ phía cá nhân, phía gia đình, từ phía xã hội và hậu quả. Ví dụ như đầu tiên số 1, đua đòi, nguyên nhân từ phía cá nhân, đua đòi, ham chơi, bạn bè rủ rê lôi kéo. Nguyên nhân từ phía gia đình là bố mẹ thiếu quan tâm nuông chiều con cái. Nguyên nhân từ phía xã hội là môi trường sống không lành mạnh. Thì hậu quả là thay đổi tâm lý, tính cách gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Tiếp theo số 2, nguyên nhân từ phía gia đình, đua đòi, ham chơi, bạn bè rủ rê lôi kéo. Rồi, nguyên nhân từ phía gia đình, bố mẹ thiếu quan tâm, nuông chiều con cái. Nguyên nhân từ xã hội, môi trường sống không lành mạnh, thì thay đổi tâm lý, tính cách gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Thứ ba, đua đòi, ham chơi, bạn bè rủ rê lôi kéo, bố mẹ quan tâm, nuông chiều con cái. Môi trường sống không lành mạnh, thời đại công nghệ mơ đổi mới, các trò chơi không lành mạnh, thay đổi tâm lý, tính cách gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, học lực kém đi. Tiếp theo câu 3, gia đình M sống ở một vùng quê nên còn nhiều khó khăn. Mỗi lần các em của M bị ốm, bố mẹ không đưa đến trạm y tế xã mà lại mời thầy cúng đến nhà làm lễ cho mong cho con khỏi bệnh. A, theo em thì nguyên nhân nào dẫn tới hành vi bố mẹ của M? Hậu quả của hành vi đó là gì? B, nếu là M thì em sẽ làm gì để ngăn cản hành vi của bố mẹ? Thì ở câu A, nguyên nhân đó là do đời sống còn thấp, dân trí thấp nên bố mẹ M vẫn còn mê tín, chưa hiểu rõ về tệ nạn mê tín dị đoan. Hậu quả là khiến tệ nạn xã hội này vẫn có cớ để tồn tại, gây nguy hiểm đến tính mạng của các em M. B, nếu là M thì em sẽ giải thích cho bố mẹ hiểu tác hại của việc mê tín dị đoan sẽ như thế nào và chỉ ra cho bố mẹ thấy việc các em ốm mà không đưa ra trạm y tế xã sẽ gây ra các tác hại như thế nào đối với sức khỏe của các em.
4. Một số bạn trong lớp của H đã xem các video về đánh bài ăn tiền trên mạng xã hội. Do tò mò thì các bạn có ý định rủ nhau tụ tập cùng chơi bài. Nếu là H trong tình huống trên thì em sẽ làm gì? Thì nếu là H thì em sẽ giải thích cho các bạn biết việc chơi bài ăn tiền là tệ nạn xã hội, và nếu các bạn không nghe thì sẽ báo lại thầy cô biết. Tiếp theo phần vận dụng một nhỏ là em hãy lựa chọn một tệ nạn xã hội phổ biến nhất ở địa phương để mà thiết kế một cái sản phẩm tuyên truyền về hậu quả của tệ nạn xã hội theo gợi ý sau. Tệ nạn xã hội, tên tệ nạn xã hội, hậu quả tệ nạn xã hội đối với bản thân gia đình xã hội. Rồi số 2 thì các em hãy tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội và trình bày trước lớp dưới dạng báo ảnh, clip hoặc là tiểu phẩm.